Em chào các anh các chị ạ. Em là Tuấn Vũ, ở đại lý ô tô Mitsubishi Hải Dương. Đại lý của chúng em có địa chỉ tại 174 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Hôm nay em xin phép quay một chút video hình ảnh giới thiệu đến các anh các chị về dòng sản phẩm Mitsubishi Astra, chiếc xe 5 chỗ vừa mới cho ra mắt. Đây là phiên bản 2021 mới nhất hiện nay ở bên chúng em. Thì trước mắt các anh các chị đây là phiên bản số tự động, và phiên bản này phiên bản premium, phiên bản cao cấp của dòng xe 5 chỗ Astra ạ. Vâng, thì ở phần đầu xe thì như các anh các chị cũng đã biết thì thiết kế vẫn là thiết kế Dynamic Shield, ngôn ngữ đặc trưng riêng của Mitsubishi. Phần đầu xe thì như em thấy thiết kế của con xe này là rất là đẹp. Ở trên phiên bản số tự động thì chúng ta có thấy được là hai thanh mạ chrome hình chữ X to bản thì tạo ra cho chúng ta thấy được cái vẻ khỏe khoắn của chiếc xe. Trước mặt ca lăng đây là logo ba viên kim cương đặc trưng của Mitsubishi. Chúng ta có cụm đèn pha ở đây là dạng thấu kính LED, đèn gầm là halogen. Thấu kính LED thì cho chúng ta ánh sáng trắng, còn đâu đèn gầm ở đây là cho chúng ta ánh sáng vàng bởi vì nó là đèn halogen ạ. Thì cái đèn này thì theo em cảm nhận thấy thì cái ánh sáng của nó rất là sáng. Vâng. Một lát nữa thì em sẽ bật thử chiếc đèn này lên để cho các anh các chị cùng cảm nhận. Ở phiên bản premium này thì chúng ta có chế độ là auto tự động bật tắt đèn, và rất là tiện. Và một cái điểm nữa là qua cái vẻ bề ngoài của xe thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trên kính chắn gió đây, chúng ta có một cụm cảm biến màu đen này đấy, có dấu chấm tròn tròn ở giữa đấy, đây là cảm biến gạt mưa các anh các chị nhé. Chúng ta để chế độ auto thì khi mà trời mưa thì nó sẽ tự động nó gạt tùy theo cái mức độ lượng mưa rơi nhiều hay rơi ít. Nếu mà mưa rơi nhiều trên cái cảm biến đấy thì là nó sẽ tự động nó nhận biết và nó sẽ tự động nó sẽ gạt mau cho chúng ta. Và mưa rơi như thưa thì nó sẽ gạt chậm đi ạ. Rất là tiện ạ. Trên phiên bản 2021 này thì chúng ta cũng được thấy là cái la răng. La răng vẫn là la răng 15 inch. Vâng. Em tính gần đến cái la răng này ạ. La răng 15 inch và có thiết kế mới thì so với phiên bản 2020 thì trên phiên bản 2021 la răng này thì nó đẹp hơn khá là nhiều. Sâu bên trong là cụm phanh ABS. Vâng. Chiếc xe này được trang bị phanh ABS và phanh khẩn cấp BA. Ở trên phiên bản 2021 Premium Astra CVT này thì là có được cả trang bị hệ thống cân bằng điện tử nữa. Một điểm nữa là nó cũng mang cái tính chất thẩm mỹ khá là nhiều, là cái nẹp hông xe này ạ. Cái nẹp hông xe màu đen này đấy anh chị nhé. Thì trên phiên bản 2020 không được trang bị, nhưng phiên bản 2021 cũng được trang bị cái nẹp hông này thì trông nó sẽ thiết kế này trông nó sẽ đẹp hơn 2020. Ở trên gương này thì chúng ta cũng có hệ thống là gương chỉnh điện và cụp điện, và có gương có tích hợp xi nhan ở trên gương. Đây là phần gương chiếu hậu, cũng được trang bị là chỉnh điện, cụp điện và có tích hợp xi nhan ở trên gương. Ở trên phiên bản hai phiên bản số tự động thì chúng ta đều có cái nút ấn thông minh ở trên đây, trên cửa đây.
gần tay nắm cửa đấy, thì khi mà anh chị cầm chìa khóa ở bên gần xe, cách khoảng cách là 70 cm, thì chúng ta có thể là khóa mở xe qua cái nút ấn này ạ. Tay nắm cửa thì hiện tại thì vẫn là chưa được cải tiến so với phiên bản 2020. Vâng, cái này cũng là một cái điểm yếu của Mitsubishi Actra. Nếu mà cải tiến được cái tay lắm này thì em nghĩ là doanh số bán hàng của Mitsubishi Actra là khá là lớn, bởi vì xe thì rất là đẹp. Chê mỗi tay lắm cửa thôi ạ, đấy là phản hồi mà các chị hay nói với bên chúng em. Di chuyển sang phần đuôi xe thì trên phiên bản 2021 này cũng được trang bị đuôi rất gió thể thao kết hợp mà đèn phanh ở trên cao đây. Vâng, đèn thì đèn hậu là đèn hậu, đèn phanh là dạng đèn LED. Vâng, còn đèn xin nhan và đèn lùi thì vẫn là đèn halogen. Cốp thì chúng ta sẽ có 3 cách mở. Cách mở đầu tiên là mình mở bên trong xe. Cách mở thứ hai là chúng ta có thể là ấn nút hai lần nút này. Và cách thứ ba là mình để chìa khóa gần gần mình ấn nút này là cốp cũng mở lên. Cốp của Mitsubishi Actra 2021 này vẫn là có thể tích là 450 lít, rất là rộng. Vâng. Và một cái điểm đáng chú ý nữa, ở trên phiên bản 2021 Actra Premium này, cái lốp dự phòng nó sẽ khác với phiên bản CVT thường, thì là lốp dự phòng này là sẽ là 5 lốp như một. Vâng, 5 lốp to như nhau, đều như nhau. Ở trên phiên bản CVT và phiên bản MT thì là lốp dự phòng sẽ nhỏ hơn. Xe thì vẫn có chiều dài là 4.305 mm. Sau đây em mời các chị tiến vào khoang nội thất của chiếc xe. Chúng ta vẫn có một bộ ghế da. Ghế da này thì được trang bị trên hai phiên bản, phiên bản CVT và CVT Premium. Điều hòa là điều hòa tự động, để lỗ start up, vô lăng tích hợp những cái nút ấn rảnh tay. Bên đây là hệ thống ga tự động cruise control. Đây là một số nút đàm thoại rảnh tay cũng như là tăng giảm âm lượng, chuyển chế độ, chuyển bài hát. Để lỗ start up nằm bên trái. Hệ thống cảm biến, hệ thống đèn bật đèn pha tự động là nằm ở đây, auto đây. Và bên đây là hệ thống cảm biến gặp mưa tự động, auto đây. Chúng ta có một màn hình hiển thị thông minh kết hợp Bluetooth và Android Auto hoặc Apple CarPlay. Hệ thống điều hòa là điều hòa tự động. Hệ thống điều hòa tự động. Hộp số zig zag. Hộp số của Mitsubishi Actra 2021 trên phiên bản số tự động là hộp số vô cấp. Đã có động cơ là 1.2. Sau đây em sẽ test một số cái hệ thống ánh sáng để review đến anh các chị. Báo cáo với anh các chị là hệ thống đèn pha của chiếc xe Mitsubishi Actra CVT là sử dụng hệ thống đèn LED dạng thấu kính. Đèn gầm thì là hệ thống đèn halogen. Vâng, đèn sương mù là hệ thống đèn halogen có ánh sáng vàng. Xin nhan thì cũng là đèn halogen, tích hợp ở trên gương cũng có. Vâng, thì chúng ta sẽ di chuyển đến phần đuôi xe để xem đèn của chúng ta. Hệ thống đèn của chúng ta cũng được trang bị rất là đẹp,
chiếc xe này nếu mà đi vào buổi tối thì nó có hai cái dải đèn nét màu đỏ này rất là lỗi. Khi mà anh chị mà đạp phanh thì chiếc đèn ở trên cái đuôi lướt gió này nó cũng sẽ sáng. Và anten với cá mập, hàng ghế sau của Mitsubishi Actra 2021 thì rất là rộng. Với những người có chiều cao 1m80 như em thì ngồi vẫn là thoải mái. Khoảng sáng gầm xe của chiếc Mitsubishi Actra này là 170mm. Gầm rất là cao, ở trong phân khúc sedan B thì là chiếc xe có cái khoảng sáng gầm lớn nhất trong phân khúc. Hệ thống đèn của chiếc Actra Premium phiên bản cao cấp nhất này là hệ thống đèn auto tự động bật tắt. Em là Tuấn Vũ ở bên đại lý ô tô Mitsubishi Hải Dương. Anh chị mà có nhu cầu quan tâm tìm hiểu đến dòng xe, các cả các dòng xe của bên đại lý chúng em thì có thể vui lòng liên hệ cho em qua số máy là 0343 834 834. Thì em sẽ hỗ trợ tư vấn mọi thông tin đến các anh các chị nào mà đi làm bận không có thời gian là đến showroom của chúng em, hoặc là muốn lái thử xe thì ở trong khu vực thành phố Hải Dương thì chủ động liên hệ với em, thì em sẽ sắp xếp công việc và thời gian đánh xe đến tận nhà cho các anh chị trải nghiệm cái dòng xe, tất cả các dòng xe của chúng em các anh các chị nhé. Thì mọi thông tin và chi tiết liên lạc chương trình khuyến mại hàng tháng thì anh chị để lại số điện thoại hoặc có thể là liên hệ trực tiếp với em qua số máy là 0343 834 834. Một lần nữa thì em xin chào anh các chị. Các anh các chị vui lòng đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.